hiểu để sống đức tin tác giả linh mục du xe phan tấn thành dòng đọc vũ lê thực hiện ban truyền thông đa minh ba chu phần ba thánh mậu học Lễ Đức Mẹ Mân Côi có liên quan gì đến chiến tranh tôn giáo không? Vào ngày 7 tháng 10 năm 2001, cuộc chiến tại Afghanistan bùng nổ với những cuộc anh tạc của phi cơ Mỹ-Anh dưới chiêu bài chống khủng bố Taliban. Có người móc nối biến cố này với lễ đức mẹ Mân Côi, đặc biệt là cuộc chiến thắng Lepanto 400 năm trước đó. Có mối liên hệ gì giữa hai sự kiện đó hay không? Phải chăng trận chiến Lepanto tiên báo cho những cuộc chiến tranh tôn giáo? Căn cứ của việc móc nối những sự kiện lịch sử tùy thuộc rất lớn vào quan điểm cá nhân. Cách đây 35 năm, khi Đức Thánh Cha phong thánh cho các vị tử đạo Việt Nam vào ngày 19 tháng 6, có người đã vội móc với ngày quân lực của Việt Nam Cộng hòa, một sự gắn ghép hoàn toàn vô căn cứ. Vào năm 2000, lễ phong thánh cho các vị tử đạo Trung Hoa diễn ra ngày 1 tháng 10 trùng vào ngày quốc khánh của Trung Quốc. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay nói đúng hơn, do sự sơ sót của văn phòng nghi lễ tòa thánh. Khi ông George Bush, tổng thống Hoa Kỳ quyết định tấn công Afghanistan vào ngày 7 tháng 10 thì chắc là ông không chú ý tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi, bởi vì ông không phải là tín đồ công giáo và ông cũng chẳng muốn nghe lời căng ngang của Đức Thánh Cha do anh Follow 2 khuyến cáo không nên sử dụng vũ lực để giải quyết nạn khủng bố. Đức Thánh Cha rất sợ bùng nổ chiến tranh tôn giáo, không những bởi vì thấy trước những hậu quả tàn sát mà nạn cuồng tính sẽ gây ra, nhưng nhất là vì khi nào một tôn giáo cổ động chiến tranh thì mất đi ý nghĩa căn bản của nó rồi. Tôn giáo kêu gọi con người yêu thương nhau chứ không thúc đẩy chém giết nhau. Thế thì chiến thắng Lepanto có nghĩa là gì? Trước tiên, chúng ta nên ôm lại lịch sử của nó, rồi sau đó mới xét tới những ý nghĩa của nó. Lepanto là tên một hải cảng bên Hy Lạp, nay gọi là Naphtos, màng tây thủ đô Athens, nơi diễn ra cuộc thủy chiến giữa liên quân thổ Nhĩ Kỳ thời đó gọi là đế quốc Ottoman và liên quân Kitô giáo. Tuy nhiên, đừng vội nghĩ đến chiến tranh tôn giáo. Sự thật là từ lâu đế quốc Roma Bình Đông đã bị mất hết đất đai trước những cuộc tấn công của hồi giáo. Với biến cố đau thương nhất là thủ đô Constantinopolis bị chiếm đóng ngày 29 tháng 5 năm 1453. Tuy nhiên, vào thời này nghĩa là giữa thế kỷ thứ 15 mối liên hệ giữa đế quốc Roma với giáo hội công giáo không còn chặt chẽ như hồi thế kỷ thứ năm nữa. Đặc biệt là kể từ khi các giáo hội bên Đông Phương thuộc Tòa Thượng Phụ Constantinopolis đã đoạn giáo với Tòa Roma. Không những các tín đồ công giáo không thương tiếc việc Constantinopolis bị Hồi giáo chiếm đóng. Nhưng trước đó hai thế kỷ, vào năm 1204, đã có lần các binh sĩ công giáo thay vì lên đường giải phóng đất thánh lại quay sang cướp bóc Constantinopolis. Tuy nhiên, từ năm 1522 trở đi, người công giáo bắt đầu lo lắng khi đạo quân Thổ Nhĩ Kỳ quay sang hướng Tây và nhòm ngó các đảo Rhodes, Ship, Manta nằm trong địa trung hải như bàn đạp để tiến xa hơn. Dù sao, về phía công giáo, chúng ta đừng quên rằng không có một đế quốc nào quy tụ tất cả các quốc gia mà chỉ có những quốc gia hoặc tiểu quốc, chẳng hạn như Genova, Venezia, nay thuộc nước Italia độc lập. Cuộc cải cách tinh lành còn thu hẹp tầm ảnh hưởng của giáo hội công giáo tại Âu Châu hơn nữa. Đó là bối cảnh của cuộc chiến Lepanto. Cuộc chiến diễn ra như thế nào? từ năm 1570, đạo quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu phong tỏa ship một đảo dưới sự quản trị của Venezia. Vì thế, Venezia tính chuyện phòng thủ và kêu cầu hỗ trợ. Nhờ tài thương thuyết của Đức Pio thứ năm, một thỏa ước liên minh được ký kết tại Roma vào ngày 25 tháng 5 năm 1571, gồm Hải quân Tây Ban Nha, Venezia và hải quân giáo hoàng. Sau đó họ tiến về Messina dưới sự chỉ huy của Đông Con Austria, bào đệ của vua Philip V đệ nhị của Tây Ban Nha, với lực lượng gồm 80.000 binh sĩ, gồm 50.000 thủy quân và 30.000 bộ binh, được trang bị với 6 tàu bự của Venezia, 208 tàu buồn và 100 chiến thuyền Họ đến Corfu ngày 26 tháng 9 và sau cùng ngày 7 tháng 10 họ vào vịnh Lepanto. Tại đây, họ đương đầu với quân đội liên minh của Thổ Nhĩ Kỳ với 230 chiến thuyền, 34.000 binh sĩ, 13.000 thủy quân, 41.000 nô lệ chèo thuyền đặt dưới sự chỉ huy của Đại Đô Đốc Ali Pacha. Cuộc giao tranh diễn ra trong suốt ngày với những hồi thắng bài nghi ngờ. Vào cuối ngày, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tháo lui khi đô đốc Ali Pacha tử trận. Những tổn thất về hai bên đều rất nặng nề. Thổ Nhĩ Kỳ mất 224 chiến thuyền, gồm 130 bị chiếm và 90 bị đắm. 30.000 binh sĩ tử trận, 8.000 bị bắt làm tù binh, 15.000 nô lệ Kitô hữu được giải thoát. Về phía Tô Hữu, 8.000 binh sĩ tử trận, 21.000 bị thương. Như vậy là liên minh Tô giáo thắng trận. Nếu chỉ xét trận thủy chiến này mà thôi, thì liên minh Tô giáo thắng. Xin nhắc lại là liên minh gồm Tây Ban Nha, Venezia và Giáo Hoàng. Còn nếu xét toàn diện thì khó nói. Theo vài sử gia, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thua theo nghĩa là họ bỏ chạy chứ không bại trận. Họ rút lui để chấn chỉnh đội ngũ. Liên minh kỳ tô giáo không truy kích để chiếm lại các đảo Ship và Rhodes. Sang thế kỷ sau, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ lại tung hoành ở địa Trung Hải và uy hiếp thành phố Viên. Mà đến thế kỷ thứ 19 thì đế quốc Ottoman mới tan rã. Tuy nhiên, có sự gia khép thì nhìn cuộc thắng trận dưới khí cạnh tâm lý chứ không phải trên bình diện quân sự. Trước đó, ai cũng khiếp tiếng hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, một đạo quân bách chiến bách thắng. Kể từ trận Lepanto, huyền thoại đó đã bị sụp đổ, làm cản sức bành trướng của họ sang Tây Âu. Giả như liên minh Kitô giáo thua ở Lepanto, có lẽ bản đồ nước Italia sớm muộn gì cũng sẽ bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng trận chiến Lepanto có liên quan gì đến Đức Mẹ hay không? Như đã nói trên, chính Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm đã đứng ra tổ chức liên minh Kitô Hữu để chống lại lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt sức ép trước các đạo Sip, Manta và vùng địa Trung Hải. Ngài lo sợ sự tiến công của đế quốc Ottoman sẽ xóa nhòa Kitô giáo khỏi bản đồ thế giới từ năm 1566, Ngài hô hào các quốc gia châu Âu hãy dẹp bỏ những hiềm khích nhỏ nhen và nghĩ đến đại họa này. Nhưng các vua chúa tại Pháp, Đức, Anh và Hà Lan tiếp tục các cuộc nội chiến, tiếp theo các cuộc chia rẽ từ phong trào cải cách. Cuối cùng, Ngài phải trực tiếp dấn thân, huy động một liên minh như đã nói trên. Dù sao, Ngài không tin tưởng vào thế lực quân sự cho bằng ở nơi lời cầu nguyện. Ngài ra lệnh tổ chức tại Roma ba ngày rước kiệu và đền tội vào các ngày 28 tháng 5, 30 tháng 5 và 1 tháng 6 năm 1571. Chính Ngài cũng hô hào các hồng y ăn chay mỗi tuần một ngày để xin Chúa giúp. Vào ngày 7 tháng 10, trùng vào ngày Chúa Nhật lúc 5 giờ chiều. Khi đang bàn luận với ông Bartolomeo Busotti, thì Ngài đứng dậy đi vào nhà nguyện tạ ơn Chúa vì đạo quân Kitô Giáo đã thắng trận. Sau này, chính ông Busotti đã ghi lại biên bản biến cố này và nhìn nhận đó là một phép lạ. Bởi vì thời đó phương tiện thông tin không nhanh chóng như bây giờ. Thực vậy, mãi đến đêm ngày 21 tháng 10, tin chiến thắng mới về tới Roma. Đức Pio thứ năm tin rằng sự chiến thắng này là Chúa ban nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria cách riêng của kinh mân côi. Làm sao liên kết việc chiến thắng Lepanto với kinh mân côi? Câu chuyện này hơi dài dòng và chỉ có thể nói vắn tắt như thế này. Xét về nguồn gốc lịch sử của kinh mân côi, Tuy các sử gia không nhất trí về người thành lập, gồm Thánh Đa Minh, Đăng sĩ Đa Minh dòng Sắc Tô và cha Alain de la Roche, nhưng điều chắc chắn là Hội Mân Côi đã được chính thức thành lập tại thành phố Con binh Đức vào ngày 8 tháng 9 năm 1475 do cha Michel Francois, một tu sĩ Đa Minh, trước sự hiện diện của Hoàng đế Federico de Tam và giám mục Alessandro Nani Malatesta, sứ thần tòa thánh. Kể từ ngày đó, hội mân côi bành trướng nhanh chóng sang các miền Bỉ, Đức, Hà Lan, Italia nhờ sự rao giảng của các cha dòng Đa Minh. Đức Pio thứ năm nguyên là một tu sĩ Đa Minh. Khi lên ngôi giáo hoàng, đã ra sắc chiếu Consueverum Romani Pontifices vào ngày 17 tháng 9 năm 1569 chính thức nhìn nhận và truyền bá kinh Mân Côi. Vào ngày 7 tháng 10 năm 1571, các hội viên Mân Côi tụ họp nhau cầu nguyện xin Đức Mẹ ban ân thắng trận. Vì thế không là gì mà trong tông thư Salvatoris Nostri ngày 5 tháng 3 năm 1572 khi công bố cho toàn thể giáo hội biết tin chiến thắng Lepanto. Đức Pio thứ năm nhìn nhận đó là hồng ân nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria. Mười ngày sau, trong công hội Hồng Y ngày 17 tháng 3 năm 1572, Ngài ngọ ý muốn thiết lập lễ tạ ơn Đức Mẹ vào ngày 7 tháng 10 dưới tước hiệu kính Đức Maria Thắng Trần. Tuy nhiên, ước nguyện đó chưa thực hiện được thì Ngài qua đời vào ngày 1 tháng 5. Phải chờ một năm sau, ngày 1 tháng 4 năm 1573, lễ kính Đức Mẹ Mân Côi mới được vị kế nhiệm Đức Gregorio thứ 13 thiết lập và cho phép cử hành vào Chú Nhật đầu tháng 10 tại những nhà thờ nào có thiết lập hồi Mân Côi. Sắc lệnh này có hiệu quả là thống nhất lễ kính Đức Mẹ Mân Côi mà trước đó các tín hữu mừng vào nhiều dịp khác nhau. Chẳng hạn tại Roma vào lễ truyền tin, tại Sicilia vào Chúa Nhật Bác Nhật Phục Sinh, tại Cataluna vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng 5. Mãi tới ngày 3 tháng 10 năm 1716, tức gần 150 năm sau, Đức Clemente thứ 11 mới mở rộng lễ mân coi ra toàn thể giáo hội Ngày nay lễ này được mừng vào ngày 7 tháng 10, chứ không phải vào chủ Nhật đầu tháng 10. Dù sao, việc thiết lập lễ mân côi nhằm mục tiêu tà ơn Chúa vật cầu xin ơn che chở, chứ không phải để gây chiến. Ngày nay, giáo hội khuyến khích đọc kinh mân côi để xin ơn hòa bình cho thế giới. Hay nếu muốn, xin Chúa ban ơn tiêu diệt bệnh oán thù còn làm bá chủ con tim của nhiều người.